Bài Tiến xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ test thử chiếc mic C16 trên nền nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà mình sẽ test hiệu ứng autotune các bác nhá. Xem chất lượng âm thanh như thế nào nhá. Hát một đoạn autotune như thế nào nhá. Nhỏ nhưng có mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà mình có thể về mình hát giọng người già trẻ con rồi hiệu ứng autotune mình nghịch lúc cũng beng ấy. Mấy trăm bạc hát thoải mái. Alo. Alo 67. Alo 12. Alo 1234. Alo 67, đây hiệu ứng autotune nhá. Mình hát một đoạn cho các bác nghe thử xem chất lượng autotune xem được không nhá. Lửa vầng trăng đơn côi trong đêm, lửa nhớ ai trăng rơi trên sông, cùng sống nước trăng trôi lang thang để tìm người thương. Lửa vầng trăng em ơi phương xa, lửa nhớ mong anh đây ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho tròn tận trăng. Người ở đâu cho anh nghe lời nắp bên màu yêu thương ngày nào. Alo, đấy giọng bình thường này. Chỉ mình anh đêm mơ cô đơn, anh trăng non ai chia đôi vầng, buồn rơi mãi dẫu có đớn đau vẫn ôm tình em. Đấy, theo mình Tiến nghĩ như này thôi, cái chiếc mic này nó cái giá nó rất là bình dân, ai cũng có thể đam mê ca hát, vui vẻ hát hò đều có khả năng là mua được nó, chỉ vì giá 450.000 đồng, mà trong khi đó nó có hiệu ứng giọng người già trẻ em này để lấp đi những cái khoảng trống mà mình đang buồn này. Đấy, khi mà mình live stream này, đấy có hiệu ứng autotune này, không phải cài đơn phần mềm phần bụng gì cả. Em nghĩ là cái mic này hiện tại nó phải là thông dụng nhất, tại vì nó tích hợp được cả sao cạc này, đấy đầy đủ hết các yếu tố chức năng mà mình cần để mình hát live stream, và những người bình dân đấy đều mua được, không cần nói đến cao cấp quá. Chỉ với 450.000 đồng thôi, thì những ai mà mua hàng thì để lại số điện thoại đấy, hoặc qua liên hệ qua số điện thoại hotline của Mạnh Tiến là 0979 592 666, hoặc website micthuong.vn để được tư vấn hỗ trợ nhiệt tình nhất. Ai ở xa có thể nhận hàng thanh toán nhé. 450.000 không phải mua gì cả, nó đã quẩy banh lóc cho em rồi. Đấy, thì là một lần nữa Mạnh Tiến xin cảm ơn. Nếu mà ai mà cảm thấy vui thì đăng ký kênh giúp Mạnh Tiến nhé. Mạnh Tiến xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào ạ.